Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ, nó đến từ thương hiệu của Kawasaki nha các bạn. Và nó có cái tên riêng của nó là TD33. Cây máy này thì nội thất nó không còn gì phải bàn cãi ha. Nhưng mà cái đời này IC mình đã lên IC đời mới ha, và chế hoa khí hai kim. Cây này thì nội thất nó không có gì phải phàn nàn hết, rất là bền, rất là siêu bền luôn. Mà nó mình đã lên IC đời mới ha, và chế hoa khí hai kim để các bạn xài cho nó sướng. Cái TD33 này cái nòng nó là 37 ly nha các bạn, dên dài, bánh trấn to, rất là khỏe luôn. Mình đánh cước rất là ngon nha các bạn. TD33 nó sở hữu một cái chụp giật siêu bền các bạn, này xài không biết hư là gì. Nó dòng máy này nắp xăng nó có lỗ thông hơi các bạn, rất là chuẩn luôn ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn, nó cho từ 25 phần 1 cho tới 20 phần 1. Mà tỷ lệ này thì mình phải tuân thủ theo 20 phần 1 hoặc 16 phần 1 thôi, mình đừng có pha ít nha. Tất nhiên là nó mình chia nhỏ ra nha, nó vào khoảng là 50 cc cho tới 60 cc nhớt trên một lít xăng các bạn. Với tỷ lệ đó thì mình xài cái máy nó rất là bền bỉ nha các bạn, nó không bị xếp bạc, không bị dính nồng nha. Máy mình muốn độ bền cao thì mình phải pha nhiều nhớt một tí nha, chẳng hề gì hết các bạn, chạy bình thường ha. Nhiều nhớt thì nó tiết kiệm xăng hơn ha, các bạn pha ít nhớt nó hao xăng hơn. Pha nhiều nhớt một tí thì cái máy nó chạy rất là trơn tru ha, chạy ít ăn xăng hơn là ít nhớt nha. Điều đó là mình đã kiểm chứng rất là lâu rồi các bạn ha. Pha nhiều nhớt nó ít ăn xăng hơn ha. Đây, cái TD33 đẹp xuất sắc luôn, quá đẹp luôn các bạn thấy, chụp giật siêu bền. Những cái đời này là đời nồi đồng cối đá nha các bạn, đời nồi đồng cối đá xài rất là bền bỉ luôn và rất là khỏe. Những sản phẩm này mình gửi cho các bạn xài, mình sẽ bảo hành cho các bạn 1 năm nha, bảo hành 1 năm. Các bạn quan sát xem máy đẹp xuất sắc luôn. Kawasaki TD33 rất là khỏe luôn, dây đeo ha, cùm ha, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải mình lên tay ga bóp cho các bạn xài cho sướng, tưng luôn, rất là đã ha. Cần lắp là cần lắp 26 nha các bạn, trâu bò luôn. Xài các bạn thấy ấy, nó siêu bền, cần lắp này xài siêu bền luôn các bạn. Cùi nó nè, các bạn thấy nhức nách luôn, cùi có chống dính cỏ bằng kim loại cực chắc luôn, và ở dưới này chống mài mòn luôn, mài mòn nguyên khối luôn. Cùi này thôi khỏi phải bàn cãi gì hết, cực chắc luôn ha. Tổng thể cái máy này ha, rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Hơi hám của nó thì hết ý rồi. Kéo hơi cho các bạn nghe nha. Muốn nổ rồi đó. Đầu tiên thì tất cả các máy hay thì mà loại bình xăng dưới này mình đều phải bơm xăng nha các bạn, bơm xăng ở đây và đóng e ở đây thì giật lên một phát là nó sặc lên một tiếng ha. Thì mình kéo e xuống, mình giật tiếp là nó sẽ nổ luôn.
Còn một khi nó đã nổ xong rồi thì các bạn cứ kéo là nổ thôi, không cần phải đóng e, không cần phải bơm xăng gì nữa hết ha. Rồi, cái này nó đã lên xăng rồi nè, mình cũng không cần phải bơm xăng thêm và cũng không cần đóng e ha, mình giật là nó nổ thôi. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Khiếp, hơi kinh hoàng luôn ha. Công tắc nhạc nha, xài bền bỉ luôn. Nổ lại nha, rất là đơn giản nha, rất là nhạy nổ. Đấy, các bạn xem không? Rất độ ổn định, rất là cao luôn. Bạn thấy cái cùi nó khích cao tới nó bốc tiếng réo 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 réo, các bạn nghe không? Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TD33 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.